Em Tuấn chào các bác nhé. Clip này em Tuấn không giới thiệu loa cho bác nữa, mà đến Tết rồi, để chơi Tết bác ạ. Thì báo cáo bác là cái thời gian này thì ngày xưa thì mình hay dùng cái đèn led mình cắm sẵn họ đấu đấy cho các bác, như là thường xuyên để cắm vào cây, các cây cảnh trong gia đình ấy. Những cái đèn led sẵn đấy nó có những bộ nó 5-70 nghìn hoặc 100-200 nghìn, nhưng cái độ bền nó rất là kém. Bây giờ trên thị trường đang ra cái loại đèn led đúc, em không bán bác nhé. Đây là em lắp này, thì em sẵn đây em có khi em quay em giới thiệu các bác biết cách lắp thôi. Cái led đúc này bán trên thị trường rất là nhiều, đa số là xuất xứ từ Trung Quốc, xuất xứ từ Trung Quốc. Cái này em vừa mua về đây, em vừa bóc Shopee này, em mua về. Thì đối với dòng led đúc này thì 3 mét bác nhé, cái dòng này led đúc này 3 mét một cuộn như này, nó cũng rất là rẻ, nó chỉ mấy chục nghìn một cuộn như này thôi bác ạ. Em nhớ là hơn 20 nghìn một cuộn như này, hơn 20 nghìn một cuộn hay là hơn 30 nghìn tùy, anh ở trên hơn 20, hơn 30 tùy ở trên đấy, nó tùy từng loại. Nhưng đây là led đúc, dòng này là dòng chống nước bác nhé, dòng này dòng chống nước. Các bác mua những cái này về các bác có thể treo lên cây, bác trang trí vài năm nó cũng không biết hỏng. Cái thứ hai nữa là cái độ an toàn nó rất là cao. Bác đấu điện xong mà cái đầu kia 12V, các bác sờ vào tay hoặc là các cháu không vô tình sờ vào tay nó cũng không bị giật. Đấy, độ bền rất cao và chống nước rất tốt. Đây là đây gọi là dây led đúc. Tất cả những cái đầu đuôi dây này đều được đổ keo silicon hay là đổ nhựa đúc hết rồi, nên là độ bền nó rất là cao, cực kỳ cao. Led thì nó có nhiều màu lắm, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ tùy các bác. Thì sau đây mà Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cách lắp nhé, bởi vì là Tết rồi có nhiều bác mua về thôi nhưng chưa chắc là biết cách lắp đâu. Thì các bác về đây, cái hộp nguồn này của họ thì họ có hai loại nguồn. Một loại nguồn này là loại nguồn bán theo của Trung Quốc, chỉ hơn 100 nghìn cái loại này thôi. Nó có lượng vôn của nó đây. Vôn của nó là 12V. Nhưng nó tiêu thụ đến 400W ạ. 12V thì các cổng như thế này nó sẽ là 12V. Đây ạ. Các chú ý em nhé. Nó có một loại như này và một loại nữa là họ đổ tất cả keo để chống nước. Chống nước hết trên này cho các bác. Nó gọi là một loại nữa loại chống nước. Loại đấy thì là các bác cũng đấu nó cũng giống hệt như này thôi. Nó xếp số thứ tự, loại đấy nó xếp số 1 2 3 4 chẳng hạn. Nhưng đa số là giống nhau. Thì các bác chú ý hộ em nhé, đây là cái ký hiệu của nó, bác nhìn này. Em hướng dẫn bác này, đây là ký hiệu các bác. Em còn hướng dẫn các bác luôn để cho về các bác tiện nên bác biết đây. Bác nhìn nhá. Đây. Cổng chữ L và N này. Như kiểu người Việt Nam đọc L cao L thấp ấy. Hai cái đầu tiên này bác đấu đường điện vào cho em nhé. Đường nóng đường lạnh được, đường lạnh đường nóng đào. Hai cái này đấu lẫn cho nhau được không sao. Còn cái có chữ G này là cái đường bác cái đường này là bác đấu xuống dưới đất cho em. Bác đấu một sợi dây từ đây vào đây nhá, xong đóng cái cọc sắt xuống đất cho em là tốt nhất. Nhiều bác thì cũng cái này đấu thì đấu không cần thiết, nhưng mà có những trường hợp không may cái hộp nguồn này nó bị dò nước vào cái hộp nguồn này. Cái nước này nó chống nước hết rồi, không lo rồi. Nhưng nó dò nước vào cái hộp nguồn này thì tự nhiên là cái mạch điện 220V nó sẽ dò nước vào đây, nó sẽ ăn lan đường nước nó sang cái mạch 12V này, và khi đó là cái đường bóng này nó cũng ăn theo, có những lúc nó có cả 220V, nó lại thành ra nguy hiểm. Nên là khi mình đấu được cái đường đất này thì nó có bị dò sang thì nó tự nhiên nó triệt tiêu xuống đất hết, nó an toàn cho mọi người. Nên có nhiều clip thì hướng dẫn các bác là đấu cũng được mà không đấu cũng được, nhưng tốt nhất là nên đấu, độ an toàn nó rất là cao. Bởi vì không may nó bị dò điện vào cái hộp này, nó dò điện 220 thì nó sang cái 12V này thì nó sẽ tự nó qua cái đường mát này nó triệt tiêu bước xuống đất thì nó sẽ bị đỡ bị giật cho mình. Còn không là mình sờ vào đây cái là vô tình chân mình tiếp đất ấy, thì mình sẽ là cái người đấu đất tiếp đất là sẽ bị giật bác nhé. Nên là tốt nhất là cái đường G này các bác cứ cho em một đường dây điện vào đây đóng cọc xuống đất nha, là tuyệt vời nhất. Đấy, đấy là khuyên nên dùng, bởi vì người ta sinh ra không để thừa đâu bạn. Còn đây là đường âm này, có 3 đường âm này, 1 2 3 này, 3 đường âm. Ba cái đường âm này thì là ba đường âm này bác đấu cổng này được, cổng này cũng được, chỉ cần đấu một cổng thôi. Đây là ra 12V này, một âm này, một dương bên này là được, hoặc là một âm một dương bên này được, chỉ cần duy nhất thế thôi. Đấy, báo cáo bác ạ. Nếu như nó nhiều quận quá thì bác có thể chia đều ba, còn không thì nó tầm khoảng độ chục mét, chỉ cần một âm một dương là xong thôi. Đấy, chục mét này thôi. Do vậy sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cách đấu này. Cách đấu thì đối với lại dòng bóng led này, bóng led này thì họ sinh ra, đây là một loại màu trắng, một loại màu vàng bác nhé. Đây này, cái này màu trắng này. Đây màu trắng đây. Màu trắng này.
Đây, màu trắng màu vàng. Nhưng đối với loại màu trắng màu vàng này thì họ sẽ thống nhất cái dây dây âm dây dây âm này. Dây âm nó sẽ là dây trắng. Đây. Đấy. Đối với loại này, dây âm nó sẽ là dây trắng. Và dây dương của nó sẽ là dây trắng đen. Dây dương sẽ là dây trắng đen. Đấy. Nên bác chú ý là nếu bác đấu nhầm nó không sáng nhé. Nên là dây trắng đen này sẽ là dây dương, thì tí bác sẽ đấu vào cái cọc dương bên này. Đấu vào cọc dương. Đấu vào cọc dương này, đó. Còn là dây dây trắng không, bác đấu vào cọc âm. Đấy. Còn chú ý của em là trong cái chú ý là dây led này nó không phải loại loại chỉ có trắng với vàng, nó còn có một loại dây led đỏ, dây led xanh nữa, nhưng đa số là dây led đỏ. Họ có một ký hiệu riêng. Đó là dây led đỏ là nó sẽ có một dây này đỏ này. Chú ý nhá, dây nếu mà dây này là dây màu đỏ thì cái dây này nó sẽ có trắng đỏ, thì nó sẽ là dương ở trắng đỏ. Còn trắng đen này nó sẽ là âm. Chú ý nhá. Hiện tại bây giờ với dây này, với loại dây này thì là trắng đen là dương. Nhưng sang dây đỏ thì nó sẽ là màu trắng đỏ là dương và trắng đen là âm, chú ý. Chứ không, nói chung là các bác đấu nhầm nó sẽ không sáng đâu, chứ nó cũng chả ảnh hưởng gì cả, lại đấu ngược lại nó cũng sáng đâu. Đấy, nói thế để cho dễ hiểu. Thì sau bây giờ em Tuấn đấu nhanh cho bác nhé. Em Tuấn đấu nhanh cho bác nhìn. Em đấu nhanh cho bác nhìn nhé. Bác nhìn này. Hai cái đường dây điện này để mình cắm ổ điện. Bác đấu bên nào cũng được. Em đang tận dụng cái dây điện này, hôm trước em đấu thử cái bếp từ cho bác đấy. Bếp từ nên em tận dụng tạm thôi, em. Còn các bác nên cắt gọn ngắn lại, các bác nên cắt cắt gọn nhá, cắt gọn cắt ngắn lại để cho nó đỡ bị chập. Đấy, còn đây là em đang tận dụng mượn tạm cái dây của bếp từ, em biết thử nồi bếp từ đấy, thì em để vào thôi. Chứ còn các bác nên nên tuốt nó nhỏ gọn đi, cho nó làm sao cho nó hợp lý, nó an toàn. Đây em đang mượn mượn tạm của cái dây em thử bếp từ thì thôi kệ nó thế nhé. Đấy, một nóng một lạnh, bác đấu dây bên nào cũng được, riêng cái này, bởi vì nó đang dùng điện đảo chiều, được hay xoay chiều nên bên nào cũng được. Đấy. Ngoài ra cái cọc nhá. Đây, hai đường dây điện vào đây. Dây nào cũng được, dây này sang đây cũng được hết, không quan trọng. Có cái đường chữ G này, bác cuốn một đường dây điện đây, bác đóng đóng cái đường dây điện từ đây xuống đất cho em. Còn bây giờ đường V là âm nhé. Đây, V là âm thì các bác sẽ cho âm, bác chú ý hộ em nhé. Âm nó sẽ là cái đây. Âm nó sẽ là cái đường đen đây, đen trắng nhé. Đen trắng sẽ là âm. Em đấu luôn đen trắng cho nhanh này. Và trắng hẳn này sẽ là dương. Đấy. Sau đó em cắm ổ điện nhé. Mới nhìn chưa? Đen trắng chết nhầm nhầm. Cái gì nhỉ? Đen trắng là dương, em vừa nói với các bác ở đằng kia xong bây giờ em giống ngược. Nhớ nhớ em. Đen trắng là dương. Đấy. Bây giờ ví dụ như em vừa nhầm này nhá, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu bác ơi. Nó không sáng thôi. Đấy, nên nó báo cho bác. Đây nhá. Đây. Nó cho đây chưa? Trắng là âm và đen trắng sẽ là dương. Đây. Ok chưa bác? Đấy, có nhìn thấy sáng chưa? Giờ nó sáng. Em vừa nói cho các bác xong rồi quên biến. Đó. Nhầm. Nó chỉ có trắng đen. Và cái bác chú ý em cái đầu này này. Đường dây điện 12V này nó rất là an toàn. Nó rất an toàn nhá, nó không bị giật. Nhưng mà cái chỗ đấu đấu đất này tuyệt đối là nên đấu, nên đấu. Đấy. Nó rất là dễ đấu bác nhá. Bác nhìn lại chú ý em lại đây. Cái cọc điện nhá. Này. Hai cái đường điện ngoài cùng này bác đấu đổi cho nhau bên nào cũng được. Còn đây trắng đây này, dây trắng tất là âm, còn dây đen trắng này sẽ là dương. Hiện tại đen trắng này sẽ là dương, nhưng mà sang với lại dây màu đỏ thì đen trắng này sẽ là chuyển thành âm. Bác chú ý em. Ok chưa? Rồi chào các bác. Đấy, hướng dẫn cách các bác cách đấu đèn này đây, đèn led đây. Và sau đó là đây. Dưới đuôi các dây này các bác cứ nối tiếp nhau. Màu nào đấu màu đấy, dài bao nhiêu mét tùy. Ok chưa? Chào bác.